Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang đi tìm nấm mối. Bởi vì bây giờ thì sau những cơn mưa đầu tiên, rất là nhiều người tìm được nấm mối. Và người ta đem đi bán với cái giá thì từ 5-600 ngàn cho đến 1 triệu đồng một ký. Thì hôm nay tôi cũng đi tìm, nhưng mà từ nãy giờ tôi chưa tìm được cái nấm mối nào. Nhưng mà tôi đã phát hiện một cái loại nấm đặc biệt. Hình như là nấm tràm, nhưng mà tôi không biết có phải là nấm tràm hay không nữa. Bởi vì cái vị trí này thì nó nằm ở dưới gốc của cây tràm bông vàng. Nè, đây là những cây tràm bông vàng nè, các bạn thấy nè. Và tôi nghe rất nhiều người nói về cái loại nấm này, nhưng mà thật sự thì tôi chưa từng biết về nó, và tôi cũng chưa từng ăn lần nào. Thì hôm nay tôi phát hiện ra đây nên tôi quay lên cho các bạn xem. Đó, nhưng mà ở đây nó có mấy con côn chiếu nằm để ăn cái nấm tràm này. Nhưng mà tôi dự đoán thôi nha, tôi không thể xác định chính xác hay không, nhưng mà cũng có thể là tương đối đúng rồi. Đây nữa nè, nấm này nó tàn rồi. Có khá nhiều ở chỗ này. Đây nữa. Và theo như mọi người nói thì đây là một loại nấm khá ngon, nhưng mà những ai biết thì mới ăn được. Tôi thì tôi phát hiện vậy thôi chứ tôi cũng không dám ăn. Tôi cũng không biết là có phải đúng nấm tràm hay không. Mặc dù vậy thì theo như tôi thấy chỗ này rất là nhiều, có thể nói là đặc biệt nhiều nữa. Nếu như kiếm mấy ký thì không phải là vấn đề gì đơn giản, nó không phải là vấn đề khó. Ồ, quá nhiều luôn. Đó, nếu như vậy thì tôi có thể kiếm được mấy ký nấm ở đây. Và giá thì chắc cũng phải từ mấy chục ngàn cho tới hàng trăm ngàn một ký chứ không ít. Nhưng mà nó cũng tàn bớt rồi. Nè, các bạn thấy nè. Bây giờ tôi dọn ra cho các bạn xem rồi. Chứ không biết có phải nấm tràm thật hay không. Nhưng mà cái trên đầu nó lên màu tím, cái chân nó to, thì có thể là đúng là nấm tràm rồi. Rồi có bạn nào mà biết qua nấm này thì có thể comment ở bên dưới để hướng dẫn cho tôi biết. Và riêng chỗ này thì tôi có thể kiếm được khoảng vài ký nấm. Đây nữa nè. Đó, nhiều rồi chắc. Và để tôi sẽ đi về để tìm ai có kinh nghiệm, tôi hỏi xem có phải nấm tràm hay không, và tôi sẽ ăn thử. Rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi kiếm nấm mối. Xin chào các bạn.